đáp ứng theo yêu cầu. Có những anh em nào mà Quân ơi, cháu anh đi đi học, vợ anh đi chợ, đi tập thể dục, nay shop em quay cho anh em xem hai em, một em 80, một em 86 và một em 82. Hai em này là đúng biển số Sài Gòn luôn. Qua đây quay cho anh em ở xa xem ha. 86-50 nè, 82-50 được rất là nhiều anh em thường hay dặn shop em xe 50 cho mấy đứa em đi học. Thì mấy em này thì vừa đi học được mà vừa đi cà phê được, vừa đi tập thể dục được luôn. Và giá em nó cực kỳ dễ thương luôn, hai em đều cực kỳ dễ thương hết. Thì đầu tiên đi, đầu tiên thì mình sẽ quay vô em 82 này trước ha. Đầu tiên thì mình sẽ quay review cho anh em xem em 82-50 này. Em này là chính chủ Sài Gòn nha, em này là chính chủ Sài Gòn ha. Còn em 86 này thì không chính chủ, bao tranh chấp trọn đời. Đầu tiên quay vô em 82 này, giá cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 12.800.000 thôi anh em nha. 12.800.000. Thì những anh em nào mà dặn shop em á thì điện thoại cho shop em, hoặc là cứ việc ghé qua trực tiếp, địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 anh em ha. Số điện thoại của shop em á là 0948265265. Đầu tiên thì mình quay vô dàn đầu chiếc 82 này cho anh em xem. Xe thì xe này thì nước sơn cũng gọi là được thôi, chứ không phải gọi là bóng bẩy hay gì hết ha, sạch sẽ, gọn gàng. Điện đèn kèn full chức năng đầy đủ ha. Đây em quay xuống niền trăm cho anh em xem, sạch sẽ, sạch sẽ anh em nha. Xe đồ zin còn rất là khá, và giá của em nó cũng cực kỳ dễ thương, chỉ có 12.800.000 thôi. 12.800.000, chính chủ Sài Gòn ha anh em ha. Bình quay sát cái đĩa bụng này cho anh em xem. Xe thì máy sạch sẽ nè ha. Sườn bọng riêng về những cái chiếc xe mà shop em bán nha, shop Quân Dễ Thương bán là những cái chiếc xe của shop em là không hề có mục mọt nha. Mục mọt là mình không có chơi, và mình cũng không có, mình riêng mình cũng không có nhu cầu mua đó, nên mình sẽ không bán cho anh em. Mình chỉ thích những chiếc cúp á, những thích những cái chiếc xe nào nó không bị mục mọt thôi ha. Đây từ bụng sườn nè, đuôi nè là sạch sẽ hết anh em nha, là sạch sẽ hết, không có mục mọt gì hết. Niền câm, niền câm sạch sẽ sáng sủa, niền câm sạch sẽ sáng sủa anh em nha. Nước sơn cũng được thôi chứ không phải là gọi là bóng bẩy, nó được thôi ha. Thì vậy, sinh viên mà, nói chung là sinh viên, 12.800.000 cho một em 82-50. Điện đèn càng đầy đủ, đồ zin kha khá, như là máy móc, riêng về phần máy móc là bao thì thầm, sườn là không một lũng anh em nha, sườn không một lũng, máy móc là bao thì thầm. Và quay vô xét cái máy cho anh em xem đó, máy móc là sạch sẽ nha. Xe 82 này thì còn bình xăng con zin anh em nha, còn bình xăng con zin rất là dễ thương, rất là liền xe. Nhìn cái chỗ này nè anh em, nhìn chỗ này rất là liền xe anh em nha, rất là liền xe. Chỉ có trên đây quay cho anh em nè, trên cái mặt đồng hồ này á, thì sơn zin còn nên nó hơi xấu, trên cái bàn thờ nè nó hơi xấu chỗ này nha. Và những em này á, là shop em bao với anh em là máy móc, điện đèn kèn thì thầm, điện đèn kèn đầy đủ, không có thiếu gì hết. Bời là chỉ đổ xăng thôi, bời là chỉ đổ xăng thôi, không có làm gì hết. Để mình nổ máy cho anh em nghe. Đây quay sát xuống cái máy cho anh em nghe, quay sát cái máy xuống anh em nha, là không có một cái tiếng vọng hay một tiếng hú gì hết, nghe không em? Thì thầm ha, thì thầm, không có giọng hú một tiếng nào hết. Đây đi học cũng được nè, nói thật sự luôn. Bữa giờ mình bán những cái chiếc cúp cho những người phụ huynh đó, mà mua cho con em mà đi học đó. Đi những cái chiếc này rất là yên tâm, và đi rất là đầm anh em nha, đi rất là đầm, nó không có hỗn, nó đi rất là đầm. Và riêng gì những anh em ở xa cứ việc yên tâm, những cái xe cúp bên shop em á, lúc nào cũng bảo đảm với anh em là máy móc thì thầm ha, sườn là không một mọt gì hết. Và cái giá của nó cũng cực kỳ dễ thương, cũng cực kỳ sinh viên nữa. Em 82 này là biển Sài Gòn nè, là chính chủ, là 12.800.000 anh em nha. Còn em 86 này, bây giờ qua em 86 này nè, em 86 này là 14.500.000.
xe sạch sẽ, gọn gàng, xanh là xanh dép lào, xanh cái màu xanh rất là đẹp, rất là dễ thương anh em nha, cái màu xanh rất là dễ thương đó. Đi một vòng cho anh em ở xa xem. Em này thì cũng biển Sài Gòn luôn, em này cũng biển Sài Gòn luôn, nhưng mà em này có cái yên, mình quá như là cái gì chứ, là cái yên này hồi sáng giờ mình chạy xe này mình rất là thích cái yên ngồi rất là êm ha. Yên Vin nè, yên này là yên Vin anh em nha, yên này là yên Vin nha, yên Vin đế Vin mút Vin ba ga, xe sườn là không có mục mọt gì hết nha, sườn là không mục mọt gì hết đó. Quay chậm chậm cho những anh em ở xa xem. Riêng về những cái chiếc cúp bên shop em bán, riêng về những cái chiếc cúp nha, nó mà bị mục mọt là mình không có mua, nên em yên tâm, nó bị mục mọt là mình không có mua. Sườn là phải đẹp, nhưng mà chỗ này nè, quay xuống đây cho anh em xem cái bụng sườn nè, nè cái này nó bị bể sơn như này nè, quay rõ ràng cho anh em ở xa xa, bị bể sơn nha, chứ không mục mọt gì hết. Và cái này đó, nó bị chỗ này nè, nó bị có lỗ tròn này, bị bể sơn chỗ này anh em nha. Chứ ngoài ra là không mục mọt gì hết nha, đằng sau đuôi luôn. Em quay sát cái đây cho anh em xem. Xe mình mua mình cũng kỹ lắm, tại vì mình cũng bỏ tiền ra mua, mà mình quay mình cũng mua kỹ lắm, nên em ở xa yên tâm. Mình làm nghề mình biết mà. Những anh em nào mà chơi xe, tại vì khi mà một cái chiếc xe mà nó dọn, nó không mục mọt, dọn cỡ nào cũng đẹp, mà nó mà đã bị mục rồi, nó bị rạn đụng ở đâu mà dập, nó bị bể mấy xét nha, thì dù dọn cái gì nó cũng không đẹp hết. Hà là mình mua những cái chiếc xe mà sườn đẹp nè, máy móc thì thầm đó, còn dàn ngoài thì muốn sao cũng được hết. Còn những cái đó là phải cái đầu tiên mà shop em chơi cúp là phải như vậy nè. Rồi quay đây, niền câm sạch sẽ sáng sủa anh em nha, niền câm sạch sẽ sáng sủa nè đó, niền câm sạch sẽ sáng sủa. Cuộc sau, cuộc trước cuộc sau là zin đó nha, cuộc trước cuộc sau là zin nha, gấp là gấp zin nha anh em, gấp là gấp zin. Nước sơn này cũng còn khá là ok, và em này là đúng đời 86, máy móc là bao êm bao thì thầm nha, máy móc là bao êm bao thì thầm, đồ zin còn rất là khá nha. Nè em quay vô máy cho anh em xem, quay vô cho những ông chú Dương Minh ở xa xem. Mình bán xe lúc nào mình cũng quay rất là rõ ràng, quay chi tiết cho anh em để tránh cái trường hợp mất lòng ha, để tránh cái trường hợp mất lòng có sao mình quay như vậy. Thì anh em xem rõ nè, anh em cảm thấy ok là điện thoại cho shop em, và muốn xem hình chi tiết hơn thì bị nhắn qua bên Zalo của shop em là 0948265265 anh em nha, 0948265265. Có cọc ship tới tận nhà, có cọc là anh em ở đâu xa shop em cũng ship được hết, từ ngoài Bắc Hải Phòng gì shop em cũng ship hết, nên em yên tâm. Qua đây em quay dần cho anh em xem ghi đông Vin ha, cùm Vin, xi nhan, đồng hồ Vin hết anh em nha, bao tay, mặt nạ, xe rất là đẹp, rất là dễ thương. 86 được rất là nhiều anh em dặn shop em, được rất là nhiều anh em dặn shop em luôn, và mình tin là 14.500.000 một cái giá cực kỳ tốt luôn, một cái giá cực kỳ dễ thương cho anh em, nếu mà anh em nào đam mê ha. Rồi để gì chơi và lên máy lớn tùy anh em, 14.500.000 và xe của shop em có cọc có ship xa. Những anh em nào nếu mà mình quay nhanh quá, anh em cứ để cuối video sẽ có những cái tấm hình chi tiết, chụp chi tiết cho anh em ở xa, nên anh em ở xa yên tâm ha. Bây giờ thì xuống đây, xuống cái giò gà trước, không có mục mọt gì hết nha, cái dàn đồng cái này là không có mục mọt gì hết, có làm sao quay rõ ràng vậy luôn ha. Xe này thì nó cũ đều, nó đều xe, nó rất là dễ thương, cái chất xe nó rất là đẹp. Thì những anh em ở xa biết rồi, cái chất của 86 nó rất là cứng anh em nha, cái dáng xe nó rất là cứng và nó đầm, 86, 82 đầm lắm, tí đầm lắm. Đây nè, chỗ này nè anh em, chỗ này nó bị chóc sơn rồi nha. Đây, có làm sao đâu, có làm sao mình quay vậy à, chứ mình không có bậy bạ mình lướt qua đâu, mình không quay lướt qua, mình quay đúng cho anh em luôn, mình quay nó bị sao mình báo, chỗ nào đẹp mình báo, chỗ nào xấu mình báo, để anh em về xe tôi mua của Quân tôi thấy nó quay rõ ràng vậy rồi, thì khi về tới tôi thì nó phải như vậy ha, nên anh em yên tâm. Ở đây, nhưng mà chắc có thể là mình sẽ hỗ trợ cho anh em, mình sẽ dặm chỗ này cho anh em. Sơn thì mình dặm thì 30 giây thôi, sơn mình dặm thì 30 giây, quan trọng là không mục lũng,
quan trọng là không một lũng cho anh em nha. Qua đây, qua đây thì em qua đây một vòng cho anh em xem, quay số khung số máy chuẩn chỉ cho anh em ở xa xem ha. Điện đèn càng, điện đèn càng đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Máy là bao thì thầm, anh em nghe tiếng máy không, đã không? Đây im ru, mình đang cầm micro mình để sát luôn nè. $14.500.000 cho một M86 biển Sài Gòn. Em mày là bao tranh chấp trọn đời anh em nha, em mày là bao tranh chấp trọn đời. 14.500, 12.800. Đó, anh em thấy cái chiếc xe nào được thì cái việc alo cho shop em qua số điện thoại là 0948265265. Và những anh em nào mà muốn xem trực tiếp, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15, đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Nếu mà muốn xem chi tiết hơn, cứ việc nhắn ở bên Zalo của shop em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em. Ha, rồi, ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được các món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.